Thời tiết giao mùa, mưa nắng thất thường là điều kiện thuận lợi cho các dịch bệnh truyền nhiễm phát sinh và lan nhanh hơn, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là trẻ nhỏ. Tại Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau, những ngày qua, lưu lượng trẻ đến khám chữa bệnh dần tăng lên. Đa số các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, đường hô hấp, sốt xuất huyết và các bệnh lý về da. Khi mắc bệnh, trẻ thường có biểu hiện mệt mỏi, quấy khóc, biếng ăn, có thể kèm theo ho, sốt, đau đầu, đau họng, khó thở và tiêu chảy nhẹ. Kính thưa quý khán giả, thời điểm giao mùa trẻ nhỏ rất dễ bị mắc bệnh, khiến rất nhiều phụ huynh lo lắng. Hôm nay, báo Cà Mau xin có cuộc phỏng vấn bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thiên Lý, Bệnh viện Sản Nhi để có được những lời khuyên hữu ích. Dạ, thưa bác sĩ, thì vào cái thời điểm giao mùa thì tăng cái nguy cơ mà trẻ mắc bệnh. Vấn đề này thì nó sẽ như thế nào ạ? Chúng ta thấy là hệ miễn dịch của cơ thể thì nó chịu sự tác động của môi trường và cũng phụ thuộc vào tuổi. Thì môi trường trong đó có là nhiệt độ và độ ẩm của không khí. Đối với trẻ em thì cái hệ miễn dịch đang trong quá trình phát triển và hoàn thiện, cho nên cái việc thay đổi môi trường cũng như là nhiệt độ sẽ ảnh hưởng đến cái hệ miễn dịch của trẻ. Trẻ đang trong quá trình thích nghi, cho nên cái việc hệ thống miễn dịch chưa có hoàn chỉnh làm cho trẻ dễ mắc bệnh. Vậy thưa bác sĩ, thì ngoài những cái bệnh thông thường á, thì bây giờ hiện tại mình đã có những cái xuất hiện các loại bệnh nguy hiểm hơn và khó lường. Như vậy thì bác sĩ có những cái lời khuyên và cái lời khuyến cáo như thế nào ạ? Chúng ta thấy là ở trẻ em thì hầu hết là những cái bệnh thông thường, ví dụ như là sốt siêu vi, ho cảm lạnh, rối loạn tiêu hóa. Tuy nhiên có những cái bệnh lý phức tạp, triệu chứng không điển hình và gia đình thì không có thể dễ dàng phát hiện. Ví dụ như sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng không điển hình, bệnh viêm não hoặc là những cái bệnh lý nhiễm virus đơn thuần nhưng mà có biến chứng não. Do đó việc người nhà phải hết sức lưu ý là khi trẻ bị bệnh thì mình phải theo dõi cẩn thận, và nếu trẻ có những cái dấu hiệu trở nặng, ví dụ như sốt cao liên tục, không thể hạ nhiệt được, bé khó thở, môi tái, thở nhanh, vân vân, tri giác ly bì, thì mình nên cho trẻ tiếp cận với nhân viên y tế tại các cơ sở để khám chữa bệnh và điều trị kịp thời. Yếu tố thứ hai nữa là chúng ta nên tiêm ngừa những cái bệnh dịch theo cái khuyến cáo của Bộ Y tế để đảm bảo cho trẻ được tạo cái miễn dịch chủ động, để khi mà trẻ bị mắc bệnh, những cái bệnh mà phức tạp thì hạn chế những cái tình huống xấu có thể xảy ra. Vậy thì thưa bác sĩ, một cái vấn đề mà đáng lo ngại hiện nay đó là phụ huynh tự ý đi mua thuốc cho trẻ. Thì với cái vấn đề này thì bác sĩ có những cái khuyến cáo gì ạ? Chúng ta nên ý thức rằng cơ thể trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ. Việc sử dụng thuốc trên trẻ em thì hết sức là cẩn thận, phải dựa trên cái cân nặng và cần cái độ tính chính xác cao. Do đó mà khi mà trẻ mắc bệnh thì chúng ta nên gặp nhân viên y tế để được tư vấn cụ thể, vì cái cơ thể trẻ là đang trong quá trình phát triển, các bộ phận như là tim, gan, phổi, thận rất là dễ bị tổn thương. Tiếp đến là bệnh lý của trẻ phức tạp, đa dạng và những cái biến chứng là khó lường, cho nên mà việc chúng ta tự mua thuốc cho trẻ uống hết sức là nguy hiểm. Chúng ta chỉ sử dụng được những cái thuốc thông thường như siro thảo dược hoặc là những cái thuốc hạ sốt paracetamol theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Khi mà gia đình cảm thấy mà mình băn khoăn vấn đề sử dụng thuốc cho bé thì nên gặp nhân viên y tế để được tư vấn rõ ràng. Khi mà chúng ta sử dụng thuốc tự ý cho trẻ thì có khả năng là dẫn đến những cái tác dụng phụ, những cái biến chứng về hô hấp, về não, về tim và gan, có khi là dẫn đến ngộ độc. Vậy thì thưa bác sĩ, để phòng tránh hiệu quả cũng như cách điều trị thì bác sĩ có những cái lời khuyên nào đối với bậc phụ huynh ạ? Nói chung về dự phòng bệnh cho trẻ em thì không phải riêng cái thời điểm giao mùa, bất kỳ cái thời điểm nào trong năm thì các bậc cha mẹ cũng nên lưu ý. Thứ nhất là chúng ta phải tạo cho trẻ sống trong một cái môi trường thông thoáng, sạch sẽ. Bản thân trẻ phải bảo đảm cái việc là vệ sinh cá nhân an toàn về cơ thể, về mắt, mũi, họng, rồi cho trẻ ăn những thức ăn giàu chất dinh dưỡng, nhiều trái cây, rau quả, cho trẻ ngủ đủ giấc. Khi mà tiếp xúc ở nơi đông người thì lưu ý là cho trẻ mang khẩu trang.
Khi mà trẻ bị bệnh hoặc là tiếp xúc với những cái nơi mà có nguồn lây hoặc là tiếp xúc với những cái trẻ bị bệnh thì mình cũng nên là cách ly cho trẻ để cái việc bệnh nó không có diễn tiến nặng thêm. Cái việc quan trọng là chúng ta phải tiêm ngừa cho trẻ để cho trẻ tạo cái miễn dịch chủ động theo cái chương trình tiêm chủng mà khuyến cáo của Bộ Y tế. Và khi trẻ mắc bệnh thì chúng ta phải theo dõi sát, chăm sóc cẩn thận, và không đáp ứng với những cái thuốc thông thường thì chúng ta phải gặp nhân viên y tế để được khám và điều trị. Xin cảm ơn bác sĩ ạ. Bệnh giao mùa ở trẻ em khá phổ biến, tuy nhiên các bậc phụ huynh nên thận trọng trong chăm sóc trẻ để tránh nhiễm bệnh, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời, tránh để bệnh diễn biến nặng, sẽ khó điều trị và có thể gây biến chứng nguy hiểm.